Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đến với bài học tiếp theo của khoa học nghệ thuật bóc tên lửa phần nhà công nghiệp do Lương Chuyên hướng dẫn. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn anh em bóc cái phần con sơn. Tại sao lại có con sơn ở đây? Thì anh em nhìn này, nhìn cái mặt bằng kiến trúc mái à, thì nó sẽ có một cái bán mái ở đây à, bán mái nó nhô ra, gọi là cái mái che đấy, mái hắt đấy. Đấy, và là cái nó nhô ra 2 mét như trên hình. Ok, đấy, nó và nó bao quanh cái mái hắt này có ở đâu? Nó bao quanh cái trục A này à, đến tiếp cái trục số 10 này đấy, được chưa? Còn các cái mặt này, ba mặt này thì lại không có, bốn mặt này thì không có đấy, nó chỉ có hai mặt này nó có thôi. Rồi thế bây giờ cái nhìn mặt cắt thì mọi người sẽ tưởng tượng, mọi người nhìn nó sẽ dễ hơn. Đây chính là cái mái hắt đây đấy, và nó ở cái vị trí là 4m2 đấy. Chúng những trục này nó không có nhá, đấy, chỉ có ở cái trục và đây mọi người nhìn đây, mặt đứng trục đấy, mặt đứng trục AG này có này, đây chính là cái mái hắt này đấy. Đây là mái hắt 2m nhá, 2m chưa? Đây tôi chưa sửa lại 2m. Ok, đấy nó bao xung quanh, còn chỗ này sẽ không có. Được chưa? Đây, bao xung quanh. Đấy, ok. Và cái máy hắt này nữa thì mọi người xem mặt bằng này, ở những cái vị trí mà có cửa ấy xem nó có không. Ở đây nó bảo là cái trục gì đây? Đây là cái trục GA, mọi người xem cái trục GA. GA. Đấy. Đây là trục AG đứng từ đây nhìn vào trong là AG, còn đứng từ đây nhìn vào là trục GA. GA chúng ta sẽ xem nhá. GA. Đây GA đấy ạ. Đấy, thì ở đây nó có cái một cái cửa, vị trí cửa ở đây nó có một cái vị trí cửa ở đây. Đấy, thì tức là mọi người nhìn cái cửa đây này. Và cái cửa này thì nó sẽ có cái bán mái, nó có cái mái che đấy, nhưng mà trên mặt bằng kiến trúc này ông không thể hiện. Đấy, nên thiếu đúng không ạ? Đấy, phải có mái che nhá, mọi người nhìn thấy cái mặt đứng nó thể hiện này. Cái trục này thì mái hắt hết rồi thì tôi không nói làm gì. Đấy, nhưng mà những cái vị trí có cửa này thì nó cũng có mái hắt, nhớ nhá. Ở những cái vị trí có cửa này nó cũng có mái hắt này. Đấy, nhưng mà nó không chạy toàn bộ mà nó chỉ chạy ở chỗ cái cửa này thôi. Đấy, anh em phải để ý. Đấy chưa? Cái chỗ này thì nó chạy toàn bộ rồi, trục 1 10. Đây thì nó có cửa 1 2, hai cái cửa. Ok, thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn anh em bóc cái này. Đấy, anh em nhìn chi tiết này, ở cái vị trí là 4m2. Đấy, nó sẽ có cái mái hắt này. Thế bây giờ ấy, cái cấu tạo của cái mái hắt này như thế nào? Tức là mọi người để ý này, mọi người để ý nhá, thì đây là cái vị trí của cột này, đúng không ạ? Cái cột thì nó sẽ gắn vào đây một cái con sơn nhô ra. Đấy, nó gắn vào đây vào cột này một con sơn nhô ra 2m. Bên cột này cũng gắn ra một cái con sơn nhô ra 2m. Đấy, sau đó là nó nối với nhau bằng các cái xà gồ để tạo ra cái mái hắt có chiều dài 2m ở ngoài hành lang này. Đấy là. Thế bây giờ chúng ta sẽ đi tính xem là có số lượng cái số lượng cái con sơn đấy là bao nhiêu. Đây con sơn, cái chi tiết con sơn đây. Đấy, chi tiết con sơn này anh em nhìn luôn cái chi tiết cấu tạo của con sơn đây. Đấy, thế đây cái cột đấy, con sơn đây. Đấy, con sơn nó hình dáng này, vì sao người ta lập thêm hai cái thanh xà gồ vào lên. Đấy, thì nó sau đó là có cái tôn bao che nữa thì nó xong cái phần mái hắt. Đấy, kéo dài ra là 2m con sơn đây. Thế bây giờ chúng ta sẽ tính xem là bóc khối lượng của con sơn này, chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta xem là có bao nhiêu cái thanh con sơn này. Đấy, thì vừa rồi tôi bảo gì, con sơn này thì nó gắn vào phần cột đấy, mà ở mặt bằng kiến trúc thì cái mái hắt này nó chạy toàn bộ từ đây đến cái mặt này. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem này, nó sẽ có bao nhiêu cái cột ở đây. Đây một cột, đây hai cột, đây là ba cột này, đây là bốn cột này, đây là năm cột này. Đấy, hai cái chỗ này là tiếp giáp khe với nhau thì chúng ta cần tính một cái cột thôi. Đấy, năm cột rồi đúng không ạ? 1 2 3 4 5 6, đến đây là 6 này, 7 này, 8 này. Đấy, chỗ này góc thì là phải là 9, phải là 10, tại vì chỗ này một cột phải gánh hai cái con sơn. Đấy, một cái con sơn gắn nó bản bụng, một cái con khôn gắn nó bằng cánh, tại vì nó ở phần góc mà. Tôi đếm bao nhiêu rồi nhỉ? Tôi đếm lại là 1 2 3 4 5 6 này, 7 8 9 10 này. Đấy, 11 12 13 14 15 16. Đấy, như vậy là có 16 con sơn để chúng ta làm được cái máy hắt che từ đây tới đây. Đấy, nhưng hết chưa? 16 cái con sơn chưa hết đâu ạ. Ở cái phần gì? Ở cái phần cửa này chúng ta đã nhìn ở các cái mặt đứng nó có cái cửa, nó có vẫn có máy hắt đúng không ạ? Đấy, có máy hắt đúng không? Thì chúng ta quay lại đây. 16 rồi đúng không? Đây cái cửa nữa thì chỗ cái cột này phải có là 17 này, cái cột chỗ này có là 18 này. Chỗ cột này có là 19 này. Cái này có là 20 này. 21 này, 22 này, tại vì có cửa đây mà. Và đây nữa là 23, 24, tổng 24. Nhưng đến cái cửa này bạn bảo là ơ thế cái cột ở đây nó đâu mà lại tại sao nó lại có cái cửa này ở đây được? Nếu mà không có cột đây thì con sơn nó gắn đâu? Xin thưa các bạn, ở đây nó có cột, chẳng qua là do cái ông này ông không vẽ vào đây thôi. Đấy, cái ông này ông trình bày bản vẽ này là ông trình bày thiếu, nó phải có cột đây. Lại mọi người nhìn đấy nhá, mọi người nhìn kết cấu khung của nó này. Đây kết cấu khung, cái khung vừa rồi là khung KH4 đúng không? Rồi chúng ta đi tìm khung KH4 này. Đấy, khung KH4 này.
Đấy, thì nó có cột này, mọi người nhìn thấy chưa? Thì hai cái con sơn nó sẽ gắn vào hai cái cột này, cột C4.2 200 x 200 x 6 x 8 này, gắn luôn vào bản cánh này, được chưa? Đấy, chẳng qua là cái mặt cắt này, ở cái mặt bằng này, ông ấy không không thể hiện ở đây. Đấy, nên nhiều người họ nhầm tưởng là ở thế cái con sơn này sẽ gắn vào đâu, hay nó gắn vào tít ngoài này, không phải, nó gắn vào hai cái cột đây. Đấy, chẳng qua ông ấy đang vẽ thiếu thôi. Mọi người khi mà thấy nghi ngờ ấy, thì mọi người phải kiểm tra lại cái bản ngay lại cái bản vẽ kết cấu, được chưa? Đấy, ví dụ bản vẽ kết cấu thì chúng ta thấy đây là khung carbon, thì chúng ta xem luôn là khung carbon nó có cột ở đấy không? Đâu rồi, khung carbon đâu? Khung KH2 này, K4 đây, đấy. K4 này đi, nó phải có cột đây chứ, đúng không? Đấy, anh em hiểu bản chất chưa? Hiểu vấn đề chưa? OK. Đấy, như vậy số lượng con sơn là 24, nó sẽ điền vào đây 24. Bây giờ chúng ta sẽ đi bóc chi tiết cái ta các cái thành phần của con sơn này. Đấy, đầu tiên là thành phần về bản bụng. Đấy, mọi người nhìn thấy bản bụng này, PL1 này, người ta triển khai chi tiết luôn PL1 đây, có hình dáng tiết diện như này. Đấy, nó có cái kích trước là 68 đến 188, 68 đầu này, 188 đầu này, chiều dài là 1986 và chiều dày là 6. Đúng không ạ? Đây tôi điền luôn đây. Còn cái bây giờ chúng ta tính quy nó về là hình chữ nhật thì chúng ta lấy cái chiều cao ấy, chiều cao này là tính trung bình của 188 cộng với 168 chia đôi, được chưa? Chúng ta lấy trung bình luôn. Đấy, sau đó chúng ta nhân với chiều dài, nhân với chiều dày là ra luôn thể tích, sau đó nhân với khối lượng riêng là ra trọng lượng, được chưa? OK, tiếp theo là bản cánh, thì có bản cánh trên và bản cánh dưới, tại vì cái này thằng bản cánh trên nó là nghiêng mà, thì chiều dài của nó khá lớn hơn so với bản cánh dưới, đúng không? OK, trong này người ta ký hiệu luôn này, bản cánh trên là PL2, bản cánh dưới là PL3, người ta triển khai chi tiết ra đây. PL2 có chiều dài 1986, chiều rộng là 80, chiều dày là 6. Còn bản cánh dưới thì là 1986, rộng 80 và chiều dày cũng là 6. À, người ta thống kê vào đây. Chúng ta điền thông số vào đây, cánh trên dưới và mỗi cái có số lượng là 1. Đấy, vì sao các bạn thấy cái bản vẽ nào mà nó không triển khai chi tiết này thì bạn phải bảo cái người thiết kế nó bổ sung vào, đúng không ạ? Tôi thấy rất là nhiều bản vẽ nó không triển khai chi tiết thì nó không có thể đủ cái hình dáng, cái số liệu để cho người bóc tách người ta bóc được. Đấy, nếu ông nào làm quen thì không nói làm gì, nhưng các bạn mới bóc tách về nhà công nghiệp mà chưa bao giờ đi thi công thì bạn sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Đấy, tại vì rất là nhiều ông thiết kế thì ông ấy lười, ông ngại triển khai chi tiết ra. Đấy, thì các bạn phải bảo ông ấy để bổ ra như này thì nó rất là tiện lợi để cho anh em vừa nhìn thấy hình dáng và vừa dễ hình dung luôn, và có đầy đủ số liệu luôn để anh em làm, được chưa? OK, tiếp theo nữa chúng ta sẽ đi bóc tách cái phần bản mã liên kết. Đấy, bản mã liên kết giữa con sơn này, dầm con sơn này với cái cột này. Đây thì nó có cái bản mã đây. Đó, thì bản mã người ta bổ chi tiết ở đây luôn ra cho chúng ta này. Thì đây chính là cái bản mã này. Đấy. PL12 x 150 x 220, 150 chiều rộng, 220 chiều cao và chiều dày là 12. Đấy, chúng ta điền vào và nó chỉ có một bản mã thôi. Tiếp theo nữa là cái phần bọ xà gồ. Đấy, tại vì chúng ta có xà gồ, chúng ta liên kết với cái dầm con sơn này, vì vậy nó sẽ phải có con bọ. Con bọ như hôm trước tôi đã bảo rồi, cái bọ xà gồ đây, đấy, bọ xà gồ này. Đấy. Bọ xà gồ nha, nó có hai cái, đây nó gọi là bọ xà gồ và gân tăng cứng cho bộ xà gồ. Đấy, thì anh em phải nhớ rõ như nào gọi là bọ xà gồ, có nghĩa là gọi là gân tăng cứng cho bọ xà gồ. Đây, cái này này, cái hình vuông ở đây này, cái hình vuông này gọi là bọ xà gồ này. Còn đây gọi là gân tăng cứng cho bọ xà gồ này. Thì cái bọ xà gồ này thì nó tiết diện nó là hình vuông. Đấy, và tiết diện của nó là 4 nhân 180 nhân 190 và nó có số lượng là hai cái. Đây một cái này, và đây một cái này. Đây, đây một cái, tại vì nó có hai cái xà gồ mà. À, còn đây là bọ xà gồ, gân tăng cứng cho bọ xà gồ, gân tăng cứng bọ xà gồ thì nó có hình tam giác như này. Đấy, và tiết diện của nó là 4 x 50 x 190, 50 là từ đây đến đây này, 190 là đúng bằng chiều cao của bọ xà gồ luôn, à, từ đây đến đây. Bọ xà gồ và gân tăng cứng cho bọ xà gồ ấy, thì nó được gắn sẵn vào cái phần gì? Phần con sơn này, để vì sao mà cái xà gồ này liên kết vào thì nó chỉ liên kết với phần bọ xà gồ này thôi. Đấy, thì anh em hiểu cái cấu tạo bản chất như vậy. Ở đây thằng này cũng bản vẽ nó hơi thiếu, tại vì nó phải triển khai chi tiết của bọ xà gồ và gân tăng cứng cho bọ xà gồ ra, kích thước tiết diện như nào, hình dáng ra sao ở đây nữa không nói. Vì vậy tôi yêu cầu anh em đó là gì, nhất hết sức chú trọng khi anh em mà bóc khối lượng ấy, thì đấy là quyền lợi của anh em, thì phải bảo thằng thiết kế nó triển khai chi tiết ra. Và rồi chúng ta thứ nhất là gì, khi mà đi thẩm tra ấy, nếu mà người ta không có cái bản vẽ này thì người ta đã soi bạn rồi, thế ông lấy cái khối lượng này đâu ra, ông lấy kích thước tiết diện này đâu ra, thế bản vẽ để chứng minh đâu, đúng không? Đấy, chúng ta lại thành một cái bất lợi rồi cho chúng ta rồi. Đấy, vì vậy đấy là cái quyền lợi của chúng ta, chúng ta yêu cầu cái gì mà thiếu mà tôi không tưởng tượng, tôi không hình dung ra được thì phải bảo người thiết kế nó triển khai chi tiết lại cho chúng ta. OK, thì đến đây tôi kết thúc cái phần mà bóc tách cái phần khối lượng cho phần con sơn. Xin chào và gặp lại bạn.